Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 17, lễ thứ 16. Nhất tâm quán lễ Cực Lạc thế giới, đức phong hoa vũ, diệu hương thiên nhạc, tuyền trì lâm thù, bảo võng linh cầm, sắc quan thanh hương, biến mãn Phật độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm, tăng ích hữu tình, thù thắng thiện căn, đại nguyện đại lực, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Ở đây nói đến cảnh giới tự nhiên của thế giới Cực Lạc. Nhất tâm quán lễ Cực Lạc thế giới, đức phong kho vũ. Gió này là đức phong nha, rất thanh tịnh nha, rất ôn hòa, rất dễ chịu. Khoa vũ, thế giới đó không có mưa à? Thế giới đó chỉ là gió thổi, thổi đến trên trời rơi hoa. Hoa rất nhiều, cánh hoa từng cánh rơi xuống giống như mưa vậy. Hoa rơi trên đất đấy, tùy theo màu sắc không giống nhau. Đất màu đỏ với cánh hoa màu đỏ ở cùng một chỗ, đất màu vàng với cánh hoa màu vàng ở cùng một chỗ, tự nhiên đã thành hình vẽ ở dưới đất, như thảm trải sàn rất đẹp đẽ. Chứ vì nếu dẫm lên chân, chân dẫm xuống sâu bốn lóng tay, bởi vì nó mềm. Chư vị dẫm đến nơi nào, cánh hoa đó lõm xuống bốn lóng tay. Những cánh hoa mềm này dẫm xuống, sau khi chư vị rút lên, nó vẫn lại là bằng phẳng. Cái đức này gọi là hoa vũ, hoa rơi như mưa đấy. Đó là một ngày mấy lần mà khắp đất đều là cánh hoa. Hơn nữa hoa không phải tạp loạn không trật tự, đông một đống tây một đống đấy, do các màu sắc hình thành hình vẽ rất đẹp đẽ, đều là hoa tạo thành. Trong không khí, không gian đều là hương vi diệu, bởi vì thế giới này tất cả đồ vật đều là các loại trân bảo thành tựu nên, cũng là các loại hương tối thượng thành tựu nên. Do vì thế giới ấy tất cả vạn vật đều phát ra hương thơm, hương này có đủ loại công đức tốt, có khả năng khiến cho chư vị tăng ít chủng chủng thiện căn. Hương vị này cũng phổ hương tất cả thế giới, hương của thế giới Cực Lạc. Do đó có số người trong khi tu pháp ngửi thấy hương thù thắng đấy. Có hai tình trạng: một loại là hương của thế giới Cực Lạc, trong tâm hiện tại của chư vị thanh tịnh, chư vị ngửi được. Còn có một loại là không hành mẫu, nữ thần đã đến, người cõi trời đã đến, chư vị ở đây cũng sẽ thơm, chính là hương này đấy, hương hoa đấy. Thiên nhạc, thế giới Cực Lạc khắp nơi đều vậy. Gió thổi, trên cây đều có lục lạc, các loại chuông này đều sẽ vang lên, tự nhiên như thế thì tấu nhạc. Cho nên cây, lưới vọng, trên cây đều có lưới báo, phía trên góc nhà đều có các loại chuông treo, len keng, tự nhiên thì tấu nhạc đấy. Khắp nơi là âm nhạc vi diệu, trên trời rất nhiều âm nhạc diễn tấu rất nhiều nha. Tuyền trì, hồ nước suối, khắp nơi hồ suối chảy đều có. Bên trên đều là hoa sen, đủ loại nha, màu trắng ánh sáng trắng, màu vàng ánh sáng vàng. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nói, ngát hương theo gió, thơm chảy theo dòng. Theo gió thổi mà tỏa ra mùi hương này nha. Men theo nước của sông, nước chảy, chảy đi là cái gì vậy? Chảy đi cũng là hương đấy, cũng đều phát ra hương thơm đấy. Hơn nữa dòng nước này, nó dịu là dịu ở chỗ này nha. Đôn Hoàng có một bức hình vẽ, vẽ hồ bơi của thế giới Cực Lạc. Biết bao nhiêu Bồ Tát có viên quang trên đầu đang bơi lội trong hồ. Trên bờ đang ngồi rất nhiều chính là người ở hồ bơi đang xem bơi lội, đều là mặc áo Bồ Tát. Trên đầu
có viên quang. Nơi đó thế giới cực lạc cũng là như vậy mà. Chư vị có thể bơi lội đấy, có thể ca múa đấy, đều có mà. Đó là thanh tịnh, là vui vẻ. Hơn nữa hồ suối đầy ở đó nhất định bất khả tư nghị nha. Mọi người đều ở trong một cái hồ, có thể tùy theo ý của mỗi người. Chư vị có người thích nước đầy, chỉ đến trước mu bàn chân chư vị cạn một chút. Đối với chư vị mà nói thì chỉ đến mu bàn chân. Có người mong muốn sâu một chút, có người ý muốn tắm gội, dội từ trên xuống, đủ loại đủ kiểu, đều là một cái hồ, tùy theo tất cả tâm của chúng sanh. Vì thế việc này vi diệu bất khả tư nghị. Đây là nước gì có thể thông minh như vậy chứ? Do đó nơi nơi đều là tâm của Phật A-di-đà mà. Nếu không, Phật làm sao có thể biết hết thảy chư vị mọi người đang suy nghĩ cái gì? Hơn nữa đã thích ứng cho chư vị ngay tức thì. Nơi nơi là như vậy. Nước xuất hiện, duyện thiết đủ loại pháp, hiện pháp, mật pháp. Có người nghe được quán đảnh thọ vị, có người nghe các loại âm thanh đủ cả. Các loại âm thanh là chư vị muốn nghe cái gì thì nghe thấy cái ấy mà. Chư vị không muốn nghe, nó không phải biến thành tiếng ồn. Sát vách nhà tôi, ngày trước có người mở loa lớn, ở đây có người họ Ngô sống đã nói với anh ta: tiếng ồn này của anh quấy rầy tôi. Hàng xóm mở loa lớn, anh ta nói: tôi mở là âm nhạc. Hàng xóm họ Ngô nói: không còn biết âm nhạc hay không âm nhạc, lúc tôi không muốn nghe, anh để cho tôi nghe thấy thì là tiếng ồn. Là đúng mà, họ không muốn nghe. Chư vị mở lớn như vậy, chư vị nói âm nhạc cũng không được mà. Thế giới cực lạc không phải kiểu này, chư vị muốn nghe thì nghe được. Nói cách khác, chư vị muốn âm thanh lớn thì âm thanh lớn, chư vị không muốn nghe, có đã không có rồi. Một điểm càng quan trọng hơn chính là pháp chư vị nghe được, chư vị lập tức tương ưng. Cho nên bất luận làm gì thì chư vị ở đó bơi lội, tắm rửa đều là đang tiến bộ đấy. Do đó đây chính là hồ suối đấy. Lâm thụ, cái gọi là cây thất bảo, không phải nhìn thấy trong cố cung. Thế này một món đồ quý, thế kia một món đồ quý. Vàng gì đi đó hợp thành một cây, cái cây đó tặng cho tôi cũng không cần. Niệm Công vừa nói thì cười lớn thoải mái: còn không bằng cây kiểu này của tôi nha. Nó đẹp đến không cách gì đối được. Chỉ có thể dùng san hô, mã não làm ví dụ. Cũng nói cây bảy báo nó vừa sáng rực, vừa thanh tịnh, màu sắc lại đẹp, giống bảo vật gì đó của thế gian. Thật không phải một chậu cảnh loại rất mấy móc kia, loại bảo vật kia để vá víu nhau kiểu này. Cái chậu cảnh kia không tự nhiên, đó chính là kiểu hưởng lạc ngu xuẩn của người có tiền, của người trần tục. Nó là vàng ròng làm đất, thế cũng đáng ghét vô cùng có phải không? Vàng lại lạnh, nó không phải, nó là mềm mại. Hoa đó dẫm lên, không còn hoa, chính là vàng. Cho nên vàng ròng làm đất, chạm vào nó mềm mại mà, không phải vàng của thế gian chúng ta nha. Vàng của thế gian này có điểm tốt gì? Sắc quan của nó sẽ không bị mọi sự ăn mòn. Sắc thì phải bị rỉ, sắc bị rỉ rồi xấu lắm đấy, sắc rỉ xấu cực kỳ, bị ăn mòn. Nhưng vàng trước giờ không bị rỉ, chất lượng sáng mãi mãi. Hơn nữa thông thường đều kim sắc quang minh mà, cho nên dùng vàng rồng để nói với chư vị, chư vị có thể hiểu được. Thật sự chẳng hề là vàng vừa lạnh vừa cứng kia hợp thành một nền đất ở nơi đó nha. Tóm lại đều là vô cùng vi diệu nha. Cây bảy báo, lưới báo, trên cây, trên căn nhà đều có bảy báo, đủ loại chuông, đủ loại nhạc khí hình thành lưới, phủ lên phía trên ở nơi đó. Ngọc mani đủ loài, đủ thứ ngọc báo phát sáng. Nó phát sáng, nó tán hương, trỗi nhạc, tất cả đây đều là như vậy. Linh cầm, chim anh vũ, ca lăng tần già, cộng mạng, vân vân. Sắc quang thanh hương này, đủ loại đều có đủ loại màu sắc. Trong đủ loại màu sắc lại xuất hiện ánh sáng đủ loại.
trong đủ loại ánh sáng lại xuất hiện màu sắc đủ loại, cùng nhau trao đổi biến hóa. Chỗ này vừa nói là hương, nói là thanh, khắp nơi gió thổi gì gì đó đều phát ra âm thanh vi diệu. Sắc quan thanh hương là biến mãn Phật độ, khắp nơi đều là như vậy. Thành tựu như thị công đức trang nghiêm, thế giới cực lạc là thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Công đức trang nghiêm như vậy làm gì chứ? Là tăng ích hữu tình, thù thắng thiện căn. Vận dụng vào trong câu này đấy, tất cả hết thảy đây đều vì để tăng ích. Tăng là tăng trưởng, ít là nhiêu ít, khiến cho thiện căn thù thắng của chúng sanh hữu tình đạt được tăng trưởng đấy. Đại nguyện đại lực, đây là đại nguyện chi vương, đại nguyện mà còn hình thành sức mạnh đấy. Thành nguyện lực nha, cho nên là đại lực, cho nên có đủ khả năng thành tựu trang nghiêm bất khả tư nghị như vậy đấy. A-di-đà Phật. Vì thế, lúc chúng ta niệm đến chỗ này tùy văn nhập quán, thì nghĩ đến cảnh tượng của thế giới cực lạc, sắc quang thanh hương, đủ loại hoa, thù thắng đủ loại hết thảy cả. Nguyện đêm công đức đầy, trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mãi đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.